Mình xin chào tất cả các bạn nha. Wow, các bạn ơi, các bạn có nhìn thấy gì không nè? Ở đây có rất là nhiều xe nè các bạn ơi. Wow, toàn là xe bự không này các bạn ơi. Wow, rất là đẹp luôn nha. Đây là một thế giới siêu xe nè các bạn ơi. Đây, các bạn có nhìn thấy không nè? Đây là một chiếc xe rất là đẹp luôn này, đang ở trong hộp đó các bạn. Đây là món quà mà chúng ta sẽ nhận được sau khi chúng ta hoàn thành được nhiệm vụ lắp ráp và sửa chữa những xe này các bạn nha. Nào bây giờ chiếc xe đầu tiên mình sẽ lắp ráp. Đây các bạn ơi, mình thấy ở đây là có một cái bồn trộn bê tông này các bạn. Đây, đây là một cái bồn trộn bê tông đó các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi tìm cái thân xe để mình lắp vào nha. Nào, đây các bạn, mình sẽ lấy một cái thân xe này nha. Wow, cái thân xe này rất là bự đấy các bạn ơi. Các bạn nhìn xem này, ở đây là mình thấy có bộ phận để mình đổ bê tông này. Đó, nên là mình chọn cái xe này. Mình nghĩ cái xe này là sẽ khớp với cái bồn trộn bê tông đấy các bạn. Nào, bây giờ mình sẽ lắp các bạn xem nhá. Mình sẽ lắp vào cái xe này nha. Wow, một chiếc xe rất là bự và đẹp đấy các bạn ơi. Đây, mình lắp vào đây. Wow, các bạn nhìn xem này. Vậy là mình đã lắp xong một cái xe trộn bê tông này. Wow, đỉnh chưa này. Đó, một chiếc xe trộn bê tông siêu đẹp luôn nha. Rồi các bạn ơi, cái này là cái để mà mình quay cái bồn này các bạn ơi. Đây, mình sẽ quay cái bồn ra nha. Đây. Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe đầu tiên mình đã lắp xong. Rồi bây giờ mình sẽ để bạn xe ở đây nha. Nào, chiếc xe thứ hai các bạn ơi. Đây, mình sẽ lắp một cái xe này nha. Wow, các bạn ơi, mình thấy ở đây là có một cái xe màu vàng với màu xanh dương, rất là đẹp luôn này. Wow, đây là một siêu xe đó các bạn ơi, đẹp quá này. Wow, đây là xe gì đây các bạn? Nào, chúng mình hãy cùng ngắm xem là xe gì nhá. À, các bạn ơi, cái này là buồng lái của cái xe nè. Wow, cái buồng lái này, ở đây là có thang để mình chèo nó buồng lái các bạn. Đây là động cơ xe các bạn nhá. À, các bạn ơi, ở bên này là bộ phận để mình lái xe này. Để mình quan sát nha. À, hình như cái xe này là xe cần cẩu đó các bạn ơi. Đó, mình nhớ cái xe này là xe cần cẩu đó. Wow, rất là đẹp luôn nha. Giờ mình sẽ đi tìm cái cần cẩu để mình lắp vào đây các bạn. Wow, các bạn ơi, xe này là bị sao đấy các bạn ơi, bị hư ở đây luôn nè. Wow, bị hư rồi các bạn ơi. Chắc là hồi nãy cái xe này chạy nhanh quá nên là bị hư này. Lát nữa mình sẽ sửa cho bạn ấy chắc chắn hơn các bạn nha. Wow, các bạn ơi, ở đây mình thấy là có một cái cần cẩu rất là đẹp luôn này. Wow, một cái cần cẩu màu vàng đấy các bạn ơi, đẹp chưa này. Wow, các bạn ơi, cái này là cái móc kéo này. Rồi, bây giờ mình sẽ lắp vào đây xem và mình sẽ đi kéo được các bạn xe không các bạn nha. Nào, mình sẽ lắp vào đây nào. Đây các bạn ơi, cái cần cẩu này lắp cũng rất là dễ đấy các bạn ơi, toàn là cắt thôi các bạn. Đây, mình sẽ phủ ra nha. Wow, các bạn ơi, vậy là mình đã lắp xong cái cần cẩu kéo đây nè. Wow, siêu đẹp luôn các bạn ơi. Một chiếc xe rất là đẹp luôn này. Đây các bạn, cái này là cái cần mình có thể kéo ra rất là dài luôn này. Wow. Đây các bạn ơi. Đó, siêu dài luôn nha. Nào, bây giờ mình sẽ kéo thử bạn xe trộn bê tông nha. Đây các bạn ơi, bạn xe trộn bê tông đang bị lún ở trong cái hố đó các bạn. Bây giờ mình sẽ kéo bạn ấy lên nha. Đây, một cái móc kéo rất là đẹp đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ tìm vị trí để mình kéo lên nào. Đây nha các bạn. Đây, mình sẽ móc vào đây nha các bạn ơi. Đó, rồi mình sẽ kéo nha. Nào, kéo mạnh lên nào, mạnh lên nào. Wow, được rồi các bạn ơi. Đó, bây giờ mình sẽ kéo xuống luôn nha. Mình sẽ đưa bạn ấy xuống này. Wow, rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Đó. Đây. Wow, cái cần cẩu kéo này siêu đỉnh đó nha. Đây, mình sẽ rút lại cái cần nha. Wow, rồi xoay nha các bạn. Rồi, rồi ok nha các bạn ơi. Tiếp tục nào các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem là mình sẽ lắp một cái xe đây. Mình thấy ở đây là có một cái thùng gì mà màu xanh lá cây này các bạn ơi. Wow, các bạn ơi, đây là một cái thùng của xe chở rác đó các bạn à. Đây, cho các bạn xem này. Đó, mình sẽ mở cái thùng chở rác và mình bỏ rác vào đây các bạn. Wow,
cái thùng chở rác này rất là bự đó các bạn ơi. Đó, một chiếc xe chở rác siêu bự đó. Rồi bây giờ mình sẽ tìm cái thân xe chở rác nha. Đâu rồi các bạn ơi, xe chở rác đâu rồi? À đây các bạn ơi, bên này là mình có thấy một cái thân xe này, cabin xe, và thân xe là rất là bự đấy các bạn ơi. Đấy, để mình sẽ lắp vào đây thử nha. Đây nha các bạn ơi, mình sẽ lắp cái thùng chở rác vào đây nha. Đây các bạn, đó. Đây, mình sẽ lắp vào đây nè. Các bạn nhìn xem này, ok nha, đó, wow, rất là đẹp lắm các bạn ơi. Vậy là mình đã lắp xong cái xe chở rác các bạn. Đây mình sẽ ấn mạnh cho chắc các bạn nha. À, các bạn có nhìn thấy không này, một chiếc xe chở rác siêu đẹp luôn nha. Đây là chiếc xe bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp nha các bạn. Wow, rất là đỉnh luôn nha. Rồi mình sẽ để bạn xe để rác ở đây nha. Tiếp tục nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ khám phá một cái xe này nha. Đây là xe gì đây? Xe gì đây các bạn ơi? Xe gì mà màu đỏ rất là đẹp hôm nay? Cái thùng màu đỏ này. À các bạn ơi, đây là bạn xe cứu hỏa nha. Đây mình thấy cái bình xịt cứu hỏa, mình thấy cái dụng cụ búa này, rìu để cứu hỏa đó các bạn ơi. Đó. À bên này là cái ống nước các bạn ơi. Wow, ở trên là cái van này mà mình mở nước để hỗ trợ cứu hỏa chữa cháy nha các bạn ơi. Wow, đây các bạn ơi, cái đầu xe này là có hai chú đang lái xe để đi hỗ trợ cứu hỏa các bạn. Wow, một chiếc xe rất là đẹp luôn các bạn ơi. Wow, rồi mình sẽ để xe trên này nha. Rồi tiếp tục nào các bạn ơi, đây mình thấy xe bên này này. Wow, cái này là xe tên lửa đấy các bạn ơi. Đó, mình thấy ở đây là tên lửa nè. Rồi, đây là thân xe của xe tên lửa nha. Rồi mình sẽ lắp vào đây nha. Đây, chiếc xe tên lửa đây các bạn, mình lắp vào đây nhá. Wow, rất là dễ luôn các bạn ơi, xe tên lửa này. Wow, các bạn này. Đó, vậy là mình đã lắp được một cái xe tên lửa đây. Wow, xe chở tên lửa này. Đó, đây là xe của quân đội nha các bạn ơi. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Đó. Rồi, mình sẽ để bên này nha. Tiếp tục nào các bạn ơi, bây giờ mình sẽ lắp một chiếc xe. Đây, mình thấy ở trên kia có một cái bồn trộn bê tông đó các bạn ạ. Giờ mình sẽ lắp cái xe trộn bê tông cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, đây là một cái bồn trộn bê tông này. Wow, siêu bự luôn nha. Đấy, ở đây hay bị dính cát nha các bạn, mình sẽ xử lý nha. Wow, rồi bây giờ mình sẽ lấy cái thân xe nha các bạn. Đây, mình đã nhìn thấy cái thân xe này các bạn ơi. Đây chính là thân xe của xe trộn bê tông nha. Wow, các bạn có nhìn thấy không này, siêu bự nha. Đó. Rồi mình sẽ lắp cái bồn trộn bê tông vào đây nha. Đây. Wow, đỉnh chưa đây các bạn ơi. Đấy, một chiếc xe bồn trộn bê tông siêu bự luôn này. Wow, đỉnh chưa các bạn ơi. Đấy, rất là bự luôn này. Ở đầu xe này là có hai chú công nhân đang lái xe đấy các bạn. Hay mình sẽ xem nào. Wow các bạn ơi, cái này là bộ phận để mà quay cái bồn trộn bê tông đấy các bạn. Để mình sẽ quay thử xem là cái bồn này nó có xoay không các bạn nha. Rồi mình sẽ quay nha. Wow, đã chưa đấy các bạn. Hay mình đã quay được rồi nè. Wow, tuyệt các bạn ơi. Wow, hôm nay mình sửa chữa và lắp ráp được rất là nhiều xe đấy các bạn. À đây các bạn ơi, mình phát hiện ra ở bộ phận đầu xe này là cái gương của xe bị bể đấy các bạn. Hay này. Đó, để bữa sau mình sẽ sửa chữa cho cái gương này nó được hoàn thiện đấy các bạn ơi. Đó, rất là đẹp luôn nha. Rồi tiếp tục các bạn ơi, còn hai chiếc xe nữa mình sẽ được khám phá cái xe mà ở trong hộp kính các bạn ơi. Đây các bạn, mình sẽ cho các bạn xem đây là xe gì nha. Wow, các bạn có nhìn thấy không nè. Wow, đây là một chiếc xe bồn chở nước đó các bạn ơi. Wow, các bạn nhìn này. Đã chưa, ở bên trong bồn này sẽ chứa được rất là nhiều nước luôn nha. Mình sẽ để nắp lại này. Wow, các bạn ơi, cái này là cái thang để mà mình trèo lên cái bồn. À, ở trên này đây là cái van này các bạn ơi. Đó, mình sẽ mở những cái van nắp này này để đưa nước vào đây nha. Wow, đẹp quá đây các bạn ơi. Đấy,
toàn là xe siêu bự không à. Rồi các bạn ơi, một chiếc xe cuối cùng nữa thì mình sẽ được khám phá cái hộp xe kia nha. Đây các bạn nhìn xem này, đây là xe gì đây? Wow, cái bánh xe này. Wow, đã chưa, cái bánh xe quá là bự luôn các bạn ơi. Cái xe này chạy chắc chắn sẽ rất là nhanh lên nha. Đây, wow, các bạn ơi, cái phần đầu xe này thì không thấy bác tài xế đâu nhá. Không biết là bác tài xế đi đâu rồi. Hay, wow, cái buồng lái này các bạn ơi. Cái xe này mình thấy là cái động cơ này chắc rất là khỏe đó các bạn ơi. Này, các bạn nhìn xem này, wow, một chiếc xe rất là bự luôn nha. Rồi, mình sẽ lắp cái cần này các bạn nha. Wow, mình sẽ các bạn xem này, đây là một cái xe cần cẩu nha các bạn ơi. Này này, thay cái cần này, mình kéo cho các bạn xem này. Wow, cái cần này rất là dài luôn nha. Đó, rồi mình sẽ lắp vào đây cho các bạn xem nha. Đây các bạn ơi, trước tiên là mình sẽ lắp cái bít tông này. Đó, mình sẽ lắp xuống. Rồi, sau đó mình sẽ lắp cái cần này nha. Đây các bạn nhớ là ấn mạnh vào nha. Wow, các bạn ơi, vậy là mình đã lắp xong một cái cần cẩu đó nè. Wow, cái xe cần cẩu này rất là bền luôn này. Hay xoay được luôn đấy các bạn ơi. Wow, đẹp chưa này. Một chiếc xe siêu đẹp luôn này. Wow, rồi các bạn ơi, vậy là mình đã sửa chữa và lắp xong tất cả các xe rồi. Bây giờ thì mình sẽ được nhận phần quà thôi nào. Mình sẽ cho các bạn xem đây là quà gì nha. Wow, không biết là xe gì ở bên trong này các bạn ơi. Mình sẽ cho các bạn xem ngay lập tức nè. Mình sẽ mở ra nha. Đây, đâu rồi các bạn ơi? À đây đây rồi. Đây mình sẽ mở ra đây nè. À, các bạn ơi, cái đầu xe nhìn đẹp thế này. Đây, wow, đã cho các bạn ơi. Đây là một chiếc xe bồn chở nước nè. Wow, rất là đỉnh luôn nha. Lần đầu tiên mình thấy một cái xe bồn chở nước siêu đẹp như thế này nha các bạn. Hay các bạn nhìn xem này, cái bồn chở nước này là trong suốt này đó. Ở đây là chở được rất là nhiều nước luôn nha. Wow các bạn ơi, hình như cái xe này là chạy bằng pin đó các bạn ạ. Wow, phần quà của mình hôm nay rất là đẹp luôn nha các bạn ơi. Để mình sẽ mở xem là ở trong này có pin chứ các bạn nha. Để mình sẽ cho các bạn xem. Wow các bạn ơi, ở đây là có pin rồi nha. Đấy. Rồi mình sẽ đợi lại nha. Rồi mình sẽ mở xem là xe này có chạy được không nhỉ. Wow, rất là đẹp luôn nè, ở bên trong này có rất là nhiều đẹp đó các bạn ơi. Wow, đẹp quá. Hay, đẹp quá các bạn ơi. Cái xe này là, cái bánh xe này là bánh xe trơn nhé các bạn ơi. Đó, chạy bằng pin nên là ở dưới này là toàn là đất cát nên là xe không chạy được các bạn ơi. Đó, một phần quà rất là tuyệt vời nhé các bạn. Đó. Wow. Các bạn ơi, đây là những chiếc xe mà hôm nay mình đã lắp ráp được các bạn này. Wow, rất là đẹp luôn nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay thì hãy đăng ký và chia sẻ cho mình nha. Hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Xin chào và tạm biệt.